Bữa nay quay màn làm bún bún riêu nha. Ghé nhà ông Sĩ nè. Bà Sĩ cảnh đời sống ở ở miền Tây này nha. Giờ chung quanh nhà toàn là nước không, mùa này là nước linh láng tùm lum tùm la hết. Nhà thì ngay mé miệng nước luôn nè. Đây là cái đìa nuôi nuôi cá kế bên nhà luôn. Đây là nhà anh Sĩ ở Bạc Liêu. Anh có coi mấy cái clip từ đi xuyên Việt á, thì anh thấy tôi đi lục tỉnh, anh mời ghé nhà anh chơi. Chín cái bài thơm cái hỏi như bên đây là ruộng nhà bé Linh này không?
cái miếng ruộng kế bên này, bên hông nhà của mình hay của ai? Cô ca nó nằm đưa cái bụng lên nè. Con kia tên gì, con Kina hả? Mina. Con Coca nó ăn hiếp con Mina này. Cái mặt này nè, cái mặt lưu manh nè. Đâu, lên. Đưa cái mặt lên coi. Con này nè, nó ăn hiếp con Mina này. Con Mina này. Nó giành giựt kìa. Thấy nó thấy mình con Mina cái nó lại à. Nó lại nó giành nè, thấy không? Nó ghê lắm nè. Cái mặt này là thấy cái mặt láo cá này, phải không? Bình thường là mình một ngày mình bào được mình giao mối bao nhiêu ký? Ngày vậy mình kiếm được bao nhiêu bán rau muống này nữa? Nhiều chút nữa. Trong ngoài thì cũng đủ sống thôi chứ bệnh hoạn là tiền bạc ở đâu mấy. Ở dưới quê này hình như đi đâu cũng trăm trăm ngoài 200. Ở bên tôi mùa này tụi nó bắt ốc bu nó bán được lắm đó nha. Tụi nó đi bắt cái nó luộc về, nó về cái nó luộc. Nó luộc cái nó gửi cái mấy cái đầu thịt đó. Bán 1 ký rồi tôi cũng không tôi quay như 10.000 hay gì đó, mà một người vậy nếu mà làm nguyên cả ngày là cũng được 200 mà có người nếu mà ta xuyên tận 200-300 ngàn một ngày. Ở đây là ốc lợn luôn. Ở bên An Giang á, người ta có mùa này có mùa nước ở trên thượng nguồn về nó ngập mấy cái đồng á, người dân ở đó người ta đi bắt về, ta bắt về ta luộc, ta gỡ nó, gỡ cái mài này ra, người ta lấy cái thịt, rồi người ta cần bán qua xuất khẩu, nghe nói là hàng nó xuất khẩu đi Trung Quốc. À, tại chỗ tôi thấy á, người ta bán hỏi thì người ta bán được giá 10.000 một ký. Ký thịt đó luộc xong rồi đó. Ở đây là ốc tùm lum tùm la rồi. Nó dưới nước rồi đó. Đó đó. Đây là bánh in nè. Cùng đoạn nào rồi?
gửi qua thì chắc là thiêu luôn. Trời ơi, ăn ký rồi thôi, ăn ở bển cho
cho mình, nhưng mà có điều mình phải giữ giấy tờ của mình lại, với mình đi trình báo nó cũng phiền phức lắm. Với nó trừ này trừ nọ nó cũng không còn bao nhiêu. Khó nấu 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 ăn cho nó ăn mấy ngày trời luôn. Tôi với bển cũng vậy, hễ thèm cái gì cái tự về nhà nấu, cái là nấu là ăn cả tuần lễ luôn. Mình nó dễ dàng, càng cảm tới nay là biết được không hết.
súp cũng ngon.